Which one? Wow. Right, yeah. Taco. Oh my taco god. On side. 1, 2, 3, 4. Thôi nhìn cho cái bố đi ra được chưa? Xe nhì bố có thấy. Jesus Christ. A lot of them. Like a lot. Oh, hammer. Có nhiều xe lắm. If you order this from McDonald's, we got the room. Okay. Go yet? Yeah, there's another car on the way. And if you go here, you can just order a double, triple hospital bill. Double, triple hospital. Yep, we're clear. Let's go. Dylan, there's a secret thing on the. There's a secret item on the bridge. It is. It, you see, if you say its name, they will give it to you, and they'll pay for 75% of the car. Cherry blossom, not a pink. That was pink. LA. You're just colorblind. Hey, what's my mouse? Trash. I forgot about it actually. Is it wet? No, not at all. Oh, maybe. Let me see. $1 to 4 people? Bớt nói lại đi Linh ơi, đi xuống xe. Xuống xe. Đi vô. Đi vô con, đi vô. Kiếm ghế ngồi đã con. Kiếm ghế ngồi. Đi lại ghế ngồi. Sì, đi lại ghế ngồi. Trời cái bàn gì cao quá vậy? Cái bàn nó đứng đứng. Cái ghế nó cao như vậy. Thôi qua kia ngồi đi cho nó nhỏ lắm luôn. Bên này thấp này. Còn bên này sao nó cao quá vậy? Dãy ghế nó cao. I like it. Oh yeah. Xuống được không? Rồi ngồi với em đi con. Kiếm một chỗ ngồi đi. Con cứ chọn cái nước nào, con bấm vô. Rồi push, nhấn cái nhấn, nhấn nút. Cherry. 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 Cherry oil. Rồi nhấn. Em ngồi xuống mẹ chụp hình em cho. Em ngồi xuống đi mẹ chụp cái này. Em ơi, nhìn đây nè. This is the worst window seat ever. Yeah. Đợi bố. Cheese. Okay, with cheese. Cái french fry nó ok, cái đó cũng ngon. Ờ, cái này cũng ngon. French fry được giảm. Bố mở cái Apple rồi mẹ coi cái nó có cái gì trong đó không? Not you need it. That means they're fresh. The water. A cherry. Canada. Canadian. Oh, that's why the burger is so big. Bánh nó cỡ bằng tay ha. Ngon không em? Em cái gì không ngon phải không? Medium thôi hả? It's very large. It's in mashed potatoes. You can't
Đi lình thấy ngon không? Very mean. You rule. Wobble, wobble. Mà bây giờ là phải ăn nè. Wobble là cái này. Hey, we must sing. Hai phần meal, hai cái bánh là cỡ 40 á. Ừ. Kinh hồn không? Mắc ơi là mắc luôn á. No, to ăn hết rồi mà chưa accept cái tomato. No, phải ăn luôn. Fine, I'll eat the tomatoes. No, no. Ngồi xích vô, đi lên, ngồi xích vô. Ngồi xích vô, rồi, không lại gần ăn. My burger sideways. Thế nãy hôm bữa mình ăn mặn lắm thì tay nó ăn được á. Đi lình ấy cái khẩu trang lại là con nó rớt cái khẩu trang dính được. Rớt rồi làm được. Em nó để tay kia, nó không có làm rớt kia đâu. Rớt rồi. Nhưng mà nó chết đúng không? Bạn này cái gì mà bạn không thích? Miễn là đồ ăn Mỹ là bạn thích thôi. Trời. No no no, đi lình, yeah. No no, không làm vậy nữa. I'm American, remember? No, không có làm vậy nữa. Every American để còn người khác ăn nữa chứ. You gotta hog them all if you want food. Em ngồi cặm cụi mà ăn hết cái french fry gì đó em. Nobody likes it. Ăn đi, để nó vô. Ai biểu leo lên, giờ leo xuống đi. Đi đây, không uống nữa. Leo lên được thì giờ leo xuống được. Nè, coi là nhảy xuống. Hả? Hả? Rớt cái bụng ra kìa. Đó, cái bụng nó rớt ra đó. Rồi, đi ra thôi. Đi ra. Đi, này. Giữ cửa cho mẹ, trời ơi. Tính đi ra, sao mới tính thả cửa hả? À? Rồi, vô xe. Hai đứa nó cảm ơn bố. Cảm ơn bố. Sao mà đứa nào có whopper đó là đứa ăn đòn nhá. Whopper Cái lờ nó chuyên gia whopper á.